Xin chào anh Phan Thế Hòa và anh Thanh Phong. Và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em sẽ test hàng cho anh hai anh. Đặt hàng bên em bao gồm những sản phẩm như trên hình đây. Và đầu tiên em sẽ test hàng cho anh Thanh Phong. Anh có đặt hàng bên em một động cơ phun sương và một đồng hồ đo bình ắc quy 3V đến 30V. Ok. Bây giờ đầu tiên em sẽ test cái đồng hồ này trước. Ok ạ, 12,7V. Ok, và như vậy là đồng hồ hoạt động rất tốt. Và tiếp theo em sẽ test cho anh cái động cơ phun sương. Đây, cái đồng hồ bên em này có đã dán tem, đã kiểm tra. Ok, và như vậy là động cơ phun sương của anh đã hoạt động rất tốt. Đây là mã sản phẩm trên động cơ phun sương của anh. Ok. Và tiếp theo em sẽ test hàng cho anh Phan Thế Hòa ở Vĩnh Long. Anh có đặt hàng bên em bao gồm một cục nguồn adapter 24V 1A và một động cơ phun sương. Ok, và như vậy là cả nguồn và động cơ phun sương hoạt động rất tốt. Bây giờ sẽ đánh dấu ký hiệu trên động cơ phun sương và dán tem trên cục nguồn adapter. Ok, bây giờ sẽ dán tem trên cục nguồn adapter. Thì cái cục nguồn adapter này thì bên em bảo hành 1 tháng. Đây ạ. Ok, và xin cảm ơn hai anh đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Xin chúc hai anh luôn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video test hàng tiếp theo.